Diễm Quỳnh xin được mến chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ thì chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới nhất. Quý vị hãy dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây gửi tới tất cả quý vị. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kể từ đầu tháng trở lại đây, nhiều tỉnh thành ở miền Nam Trung Quốc đã xuất hiện mưa lớn. Theo số liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 8,52 triệu người ở 24 tỉnh và thành phố ở miền Nam về miền Trung Trung Quốc đã bị ảnh hưởng. Đập Tam Hiệp cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Kể từ đầu tháng này, ở miền Nam Trung Quốc đã có mưa lớn. Truyền thông Đại Lục cho biết một phần của miền Nam và miền Trung Trung Quốc cùng các khu vực phía Tây Nam bắt đầu có mưa liên tục hoặc mưa lớn trong 24 giờ. Ở một số vùng còn xuất hiện mưa đá. Ngày hôm kia, một trận lở đất đã xảy ra ở Mai Long Châu, huyện Đan Ba, chặn dòng sông Tiêu Kim Xuyên tạo thành một hồ nước. Lượng nước trong hồ đã đạt tới 1 triệu mét khối và bắt đầu tràn ra ngoài. Nhà máy điện Mai Long với công suất phát điện 2.000 kW đã bị cuốn trôi. Video được cư dân mạng đăng tải cho thấy dòng chảy khổng lồ tràn xuống từ thượng nguồn, cuốn trôi những con đường, ngôi làng dọc đường đi. Một trận lở đất bất ngờ xuất hiện từ đỉnh núi trực tiếp nhấn chìm và chôn vùi nhiều ngôi làng. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu dân làng đã bị giết trong khi đang ngủ. Thông tin dự báo cho biết mưa lớn ở một số khu vực của Tứ Xuyên dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Ngoại giới vẫn luôn lo ngại về đập Tam Hiệp, từng nhiều lần bị truyền thông chỉ ra là có sự biến dạng ở thân đập, nhưng đều bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc phủ nhận. Lần này, liệu đập Tam Hiệp có thể chống chọi được những tác động của lũ lụt? Chuyên gia cảnh báo, nghi xương ở dưới nên trốn thoát, cảnh báo lần cuối. Năm ngoái, sự biến dạng nghiêm trọng của đập Tam Hiệp đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Những cơn mưa lớn ở miền Nam thời gian này lại một lần nữa gây ra những lo ngại cho ngoại giới. Truyền thông xã hội ở nước ngoài gần đây đã lan truyền một tin tức nói rằng Hoàng Tiểu Khôn, một kỹ sư kết cấu hàng đầu quốc gia, một nhà nghiên cứu, viện sĩ học Học viện Nghiên cứu Xây dựng Trung Quốc, cũng là kỹ sư trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Kiến Nghiên, đã đưa ra một thông điệp cảnh báo trong nhóm WeChat của mình rằng nghi xương ở dưới nên trốn thoát, cảnh báo lần cuối. Chuyên gia phong thủy Vương Duy Lạc nói rằng đập Tam Hiệp đã bị biến dạng nghiêm trọng vào năm ngoái. Ông cảnh báo rằng sẽ có hậu quả khôn lường nếu như có sự cố vỡ đập trong tương lai. Một khi đập Tam Hiệp bị vỡ, hàng trăm ngàn người sống ở thành phố nghi xương sẽ chết. Ông giải thích rằng đập Tam Hiệp bao gồm hàng chục đập bê tông độc lập, mỗi đập được đặt trên nền đá, tách biệt với nền đá và khi bị ảnh hưởng bởi áp lực và nhiệt độ của nước, khối đập sẽ trải qua các biến dạng và dịch chuyển khác nhau, nghĩa là con đập đang di chuyển. Thiết kế này quyết định điểm yếu của đập Tam Hiệp. Trên thực tế, kể từ khi khởi động dự án Tam Hiệp, những tranh cãi về chất lượng của công trình, các mối nguy hiểm và tác động tới môi trường của đập chưa bao giờ kết thúc. Chuyên gia thủy lợi Hoàng Vạn Lý đã từng đưa ra 12 dự đoán về Tam Hiệp, bao gồm 1. Sạt lở đê của hạ lưu sông Dương Tử, 2. Sự cản trở của vận chuyển, 3. Vấn đề di dân, 4. Vấn đề ứ đọng phù sa, 5. Suy giảm chất lượng nước, 6. Sản xuất điện không đủ, 7. Khí hậu bất thường, 8. Động đất thường xuyên, 9. Lây nhiễm bệnh sán máng, 10. Suy thoái hệ sinh thái, 11. Lũ lụt nghiêm trọng ở thượng nguồn, 12. Đập Tam Hiệp sẽ bị buộc phải phá hủy. Hiện tại, ngoại trừ dự đoán cuối cùng, tất cả các dự đoán còn lại đã trở thành hiện thực. Không quân Việt Nam, loại biên MiG-21, quyết định vô cùng dũng cảm, lột xác ngoạn mục bằng Su-75 Nga. Được nhà sản xuất nhắc đến, Su-75 mang đến hy vọng rất lớn trong việc thay thế MiG-21 trở thành loại máy bay chủ lực trong tương lai, giúp không quân Việt Nam lột xác. Việc loại biên số lượng lớn tiêm kích MiG-21 cách đây đã đặt ra một thử thách rất lớn đối với không quân Việt Nam về trang bị. Khi đó, những chiếc tiêm kích MiG-21 huyền thoại từng lập nhiều chiến công, khiến các phi công sừng sỏ của không quân và không quân hải quân Mỹ phải nể phục đã đi tới cuối vòng đời sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử.
Có lẽ đây là một quyết định vô cùng dũng cảm và khó khăn. MiG-21 là loại tiêm kích tiền tuyến hạng nhẹ một động cơ chuyên dụng cho nhiệm vụ đánh chặn phòng không, bảo vệ không phận và tối ưu hóa cho nhiệm vụ không chiến tầm gần, chiếm ưu thế trên không. Với vai trò là xương sống của lực lượng tiêm kích Việt Nam cho đến khi loại biên MiG-21, không quân Việt Nam vì nhiều yếu tố khách quan vẫn chưa thể tìm ra được bất cứ một ứng cử viên nào phù hợp để có thể thay thế. Các trung đoàn từng sử dụng MiG-21 chuyển lại sang tiêm kích bom Su-22M3M4. Bên cạnh 3 trung đoàn Su-22, không quân ta còn có 4 trung đoàn khác gồm trung đoàn 935, trung đoàn 927, trung đoàn 923 hiện đang vận hành 35 chiếc tiêm kích đa năng Su-30MK2 hiện đại và trung đoàn 925 vận hành khoảng 10 chiếc tiêm kích Su-27SK-UBK. Tổng cộng trong biên chế, không quân ta xấp xỉ khoảng hơn 100 chiếc tiêm kích, trong đó quá nửa là tiêm kích bom Su-22M3M4 thế hệ 3 và 45 chiếc Su-27-30 thế hệ 4+. Được giao đảm nhiệm một phần nhiệm vụ của MiG-21, nhưng Su-22 lại chỉ là một loại tiêm kích bom thiên về diệt các mục tiêu mặt đất, khó có thể chiếm ưu thế trước các tiêm kích chuyên dụng trong không chiến. Trong khi đó, các tiêm kích hạng nặng Su-27-30 có năng lực tác chiến đối không, đối đất và đối hải đều tốt thì lại có số lượng ít hơn nhiều so với MiG-21, thời điểm trước đó và phải gian trải cho nhiều nhiệm vụ, phòng không, đối đất, đối hải trên một không gian quá lớn. Hơn nữa, chi phí mua sắm và vận hành của hai loại máy bay này khá lớn, với khả năng ngân sách của Việt Nam khó có thể trang bị nhiều hơn nữa. Do vậy, không quân Việt Nam thực sự cần một ứng cử viên thay thế hợp lý cho các loại máy bay cũ và nâng cao hơn nữa sức chiến đấu, đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. Đã từng có nhiều gợi ý về các mẫu máy bay tiêm kích hạng nhẹ cho Việt Nam, nhưng vì một số yếu tố khách quan đã khiến những đề xuất này không thành hiện thực. Thế rồi dường như cơn khát một loại máy bay tiêm kích hạng nhẹ, giá thành hợp lý, chi phí sử dụng thấp, và đặc biệt hiện đại có thể sắp được một cơn mưa mát tới từ nước Nga giải tỏa. Tại triển lãm MAC 2021 diễn ra tại Moscow, tập đoàn Rotech đã trình làng mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ một động cơ thế hệ 5 đầu tiên do Nga phát triển mang tên Sukhoi Su-75 Checkmate, khiến giới quan sát quân sự thế giới không khỏi ngỡ ngàng bởi thiết kế vô cùng hiện đại tiên tiến. Còn hơn thế nữa, qua đoạn trailer giới thiệu sản phẩm, tập đoàn Rotech còn chỉ đích danh Việt Nam là khách hàng tiềm năng số 1 của dòng chiến đấu cơ mới này, bên cạnh 3 đại diện khác là Ấn Độ, UAE và Argentina. Dẫu biết rằng quá trình từ nguyên mẫu tĩnh trên mặt đất cho đến khi có thể chính thức được đưa vào hoạt động thì Su-75 hay còn phải trải qua một giai đoạn dài nữa, ít nhất là 5 đến 6 năm. Tuy nhiên, với các tính năng, thông số và giá thành thì đây là một chiếc máy bay rất xứng đáng để chờ đợi. Nếu được trang bị Su-75 thì chỉ cần một lượng vừa phải cho 2-3 trung đoàn tiêm kích sẽ khiến không quân Việt Nam lột xác. Những chiếc Su-75 mới sẽ đảm nhiệm hoàn toàn vai trò phòng không, một tiêm kích tiền tuyến thực thụ với khả năng chiếm ưu thế trên không cực tốt, gọn gàng và cơ động cao. Không những vậy, với khả năng mang hơn 7 tấn vũ khí, chúng còn có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác bao gồm cả tấn công mặt đất và diệt hạ mặt biển, hỗ trợ Su-22 hay Su-27-30. Đặc biệt, thiết kế Su-75 sử dụng kiểu động cơ điều khiển lực đẩy vector và tương lai sẽ sử dụng lại động cơ sản phẩm 30 được Sukhoi phát triển dành riêng cho dòng tiêm kích con cưng Su-57. Vì vậy, nó có thể cất hạ cánh ở đường băng ngắn hẹp, mở ra triển vọng triển khai loại tiêm kích này tại các sân bay dã chiến hoặc ở một số đảo tiền tiêu. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của Su-75 so với các loại máy bay Su-57 đó là việc chỉ trang bị một động cơ. Các loại máy bay một động cơ có giá thành và chi phí vận hành rẻ hơn rất nhiều so với dòng tiêm kích hạng nặng hai động cơ. Cùng một mức đầu tư, chúng ta có thể trang bị số lượng Su-75 nhiều hơn so với Su-57. Tải trọng lớn, hệ thống trinh sát hiện đại mang được các loại vũ khí có điều khiển chính xác. Su-75 hoàn toàn xứng đáng là ứng cử viên sáng giá cho những đợt mua sắm máy bay chiến đấu mới của không quân Việt Nam trong thời gian tới. Hy vọng rằng những chiếc siêu tiêm kích Su-75 sẽ sớm có mặt để cất cánh bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Tàu cảnh sát biển CFB-8021 Mỹ chuyển giao cho Việt Nam đã cập cảng an toàn. Tàu CFB-8021 cùng các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam đã rời cảng Seattle, bang Washington, bắt đầu hành trình trở về nước.
trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tối hôm nay vừa đăng tải thông tin cho biết tàu CFB8021, con tàu thứ hai thuộc lớp tàu tuần tra cỡ lớn của Cảnh sát biển Việt Nam và thủy thủ đoàn đã về đến cảng của mình an toàn. Tàu CFB8021 là tàu tuần duyên lớp Hamilton, từng được biên chế tuần duyên Hoa Kỳ và là tàu thứ hai thuộc lớp này mà chính phủ Mỹ chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam. Theo Đại sứ quán Mỹ, việc chính phủ Hoa Kỳ tặng tàu cảnh sát biển CFB8021 cho Việt Nam là minh chứng cho thấy rõ sự hợp tác an ninh hàng hải chặt chẽ giữa hai nước và giúp đảm bảo trật tự dựa trên luật pháp ở Biển Đông. Tàu tuần duyên lớp Hamilton có lượng choán nước 3.280 tấn, dài 115 mét, chiều ngang rộng nhất 13 mét, tầm hoạt động 22.530 km, được trang bị hai động cơ diesel và hai động cơ tuabin khí, và có thể hoạt động trên mọi vùng biển của thế giới. Tàu CFB8021 cùng các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã rời cảng Seattle, bang Washington, bắt đầu hành trình trở về nước vào sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Sau đó, tàu dừng tại Hawaii và Guam, đánh dấu hải trình dài nhất mà tàu quân sự của Việt Nam từng thực hiện. CFB8021 nguyên là tàu John Mickett, chiếc cuối cùng trong loạt 12 tàu tuần tra lớp Hamilton được đóng cho tuần duyên Mỹ, được đưa vào biên chế từ năm 1972. Hiện tại, tuần duyên Mỹ đã cho lại biên toàn bộ các tàu lớp Hamilton và thay thế bằng lớp tàu tuần duyên hiện đại hơn là Legion. Giống như tàu 8020 được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam trước đó, USCGC John Mickett đã bị gỡ bỏ toàn bộ hệ thống vũ khí và chỉ giữ lại pháo Autobreda cỡ 76mm trước mũi. Cả hai tàu 8020 và 8021 đều được phía Mỹ chuyển giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi là những thông tin nổi bật trong ngày được chúng tôi tổng hợp rất chi tiết và gửi tới tất cả quý vị. Mọi ý kiến đóng góp về chương trình xin mời quý vị hãy để lại dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ kịp thời giải đáp. Còn bây giờ thời lượng đã khép lại, Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.